Thông tin nữ diễn viên Phi Thanh Vân giành vương miện cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt hôm 3 tháng 2 vừa qua trong một cuộc thi Hoa hậu chui cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Và ngay sau khi có thông tin này, nhóm phóng viên thời sự VTC cũng đã đến Cục Nghệ thuật biểu diễn để làm rõ những nội dung liên quan. Bình luận về việc này, Tân Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay hiện chưa đủ căn cứ, cơ sở để xác định việc ca sĩ Phi Thanh Vân tham gia cuộc thi Hoa hậu tại Mỹ là đúng hay là sai luật. Nếu đây là một cuộc thi mang tính tư nhân, chưa xác định được cấp nào, dạng thi nào, thì cục chưa có quyền can thiệp. Mình chỉ cấp phép khi có đơn vị hoặc cá nhân xin phép. Thế và người ta không xin phép thì đương nhiên là mình không cấp phép. Chuyện đó thì, mà hơn nữa là mình cũng nên xem xét chắc, chứ chắc đã phải là một cuộc thi cần phải cấp phép. Có thể là một cuộc chơi nhỏ cho, có thể là một gia đình, một nhóm gia đình hoặc một tổ chức nhỏ nhỏ làm cuộc chơi rất nhỏ, họ có thể phong tước với nhau rất là nhiều thứ, phong danh hiệu nhiều thứ, và cái đó chỉ là có giá trị chơi với nhau trong xã hội. Thì tôi nghĩ việc này không cần phải can thiệp. Đối với những người đẹp muốn tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, cục sẽ cấp phép khi nhận được hồ sơ xin cấp phép. Tuy nhiên, đó phải là những cuộc thi mang tính chính thống, liên thông giữa các quốc gia. Ít nhất là mình được cung cấp thông tin một cách đầy đủ từ phía tổ chức hoặc các cơ quan có chức năng khác yêu cầu phải tham gia, là thì chúng tôi sẽ tham gia với cái phạm vi của mình.